Ngày thứ tư theo hành trình của Thiểm Lâm Sao La Quảng Nam thì đồ của năm trước khi tôi đến đây bị ướt thì không cho bắt trong lán nó không khô. Các bạn biết rồi đó, rừng nhiệt đới thì độ ẩm rất là cao và ánh nắng thì rừng rất là rậm nên ánh nắng nó không thể xuyên tới được, làm cho hôm nay tôi thấy cái trời nó quang hơn hôm trước thì mình giặt lại quần áo một lần và mang ra phơi lại. Bây giờ mình sẽ xuống tìm một cái đoạn suối ở phía dưới kia, chỗ mà làm một băng quang một tí để phơi quần áo cho nó nhanh khô. Chúng ta sẽ cùng xuống cái đoạn suối nơi hơi trống trải dưới kia để phơi quần áo. Thực sự thì phơi quần áo gần bờ suối khi ánh nắng nó lên đây thì nó bốc hơi nước nó cũng nhiều, nhưng mà cả một cái khu vực như thế này các bạn nhìn thấy là không có chỗ nào mà trống trải cả, không có chỗ nào mà ánh nắng chiếu trực tiếp được như cái chỗ này, nên chúng ta phải xuống dưới này thôi, xuống dưới này tìm chỗ. Ở trong rừng thì độ ẩm rất là cao, rừng nhiệt đới của Việt Nam chúng ta thì các bạn biết rồi đó, nên là đồ rất là thoát hơi khô và đi rừng thì mình mang rất là ít đồ. Đợt này thì mình nghe những người bạn mình đi trước đây là họ nói là họ đi vào mùa lạnh và rừng Quảng Nam thì rất là lạnh, nên mình tập trung là mang toàn đồ rét không các bạn, để đêm ngủ cho ngon. Nhưng mà không ngờ vô rừng thì cũng nhiệt độ mùa này thì dễ chịu thôi, chỉ cần mặc bộ đồ như thế này và nằm trong túi ngủ là cũng thể ấm được rồi, nên thành ra là đồ tân trang của mình hơi nặng vì những cái món đồ lạnh. Bây giờ thì phải rắc đồ cho nó khô trong phơi, hy vọng là hôm nay trời nắng to để mà cái hơi nước nó của nước suối bốc lên á thì nó không làm cho cái đồ này nó bị ẩm. Cơm đi rừng. Buổi sáng bên bờ suối mọi người ngồi uống trà. Lai sốt nước. Đây là trà sáng. Giờ các anh đi lên đường đi công tác tuần tra. Hôm nay trời có vẻ quang hơn hôm qua. Lán trại buổi chiều. Chiều hôm nay thì
trời lại âm u và bắt đầu có dông. Chưa biết hôm nay có mưa hay không. Các bạn đang nhìn thấy cây lục diệp nhất chi mai ạ. Và đây là hoa của nó. Tôi nghe hoài họ bảo là rắn cắn, là mình lấy cái thân hắn này mình đắp vô. Dạ, cái thân củ, cây. Mình là cái thân xong mình chà lên, rồi cái củ mình xách lát mình đắp lên cho nó hút nọc độc rắn. Dạ. Họ nói rứa mình chưa bao giờ sử dụng đến. Dạ. Còn cách bình thường nhất là người ta hay ngâm rượu anh? Họ thường thấy dân thế này họ ngâm rượu nhiều hơn. Nhất chi mai là một trong những loại sâm nổi tiếng ở Tây Giang. Và các bạn phải nhìn thấy cái bông hoa của nó. Cái này là lá gì anh? Lá môn. Lá môn. Môn này họ là dân ngày xưa họ bảo là con sao la hay thường ăn lá này này. Sao la thường ăn lá môn này. Lá môn. Dạ. Không phải mình sao la. À, con chuột cũng ăn. Dạ. Thỏ cũng ăn. Thỏ này, thỏ vằn. Ăn lá này. Tay hoa, cái tay mà tay sắc dở là không biết cái này chứ. Cây mâm sôi á. Cây mâm sôi đúng không? À. Cây thường mình được gọi là cây mâm sôi. Nồi nấu uống, nấu nước uống, ngủ cho an thần, ngủ ngon giấc. Ghê nhiều quá. Không dắt thì chuyển qua tiếp tới lá ha, lá ngón ha. Cái kia nước kia ngon hơn. 5 lít á. Giờ có. Để cuốn rồi. Mùa này là mùa của môn nên khách rừng Tây Giang rất là nhiều môn. Một trong những món ăn của sao la và nhiều loài động vật. Và chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức thử là cái món môn này là cái điều gì hấp dẫn mà nhiều loài động vật lại yêu thích như vậy. Sau khi đi làm về các anh ghi chép cẩn thận lại. Lạnh lắm anh Môn? Lạnh lắm à? Tắm buổi chiều ở rừng. 4 giờ chiều. Trời rất lạnh. Anh Thắng đang dẫn mình đi xem tổ ong mật. Có một cái là sự kỳ thú là có một số loài ong khác chạy tới tổ ong mật này để định hút mật, thì đội bảo vệ, những chú ong bảo vệ bay ra cản trở. Cái gốc cây phía kia, gốc cây hôm sáng hôm rồi mình đã có xem. Các bạn có thể thấy hình ảnh của tổ ong bây giờ. Ở phía ngoài có khoảng 7 con ong khác loài đang muốn bay vô tranh giành tổ ong. Thì phía trong là có các chú ong ruồi đang bảo vệ vây quanh mặt ở phía ngoài, không cho mấy chú ong kia vô. Hình ảnh rất là thú vị ở rừng khu bảo tồn Sao La, Quảng Nam. Các bạn thân mến, tôi vừa chứng kiến một cái tổ ong ruồi đang bảo vệ cái một số con ong khác tới tấn công để cướp mật. Một sự kỳ thú của rừng khu bảo tồn Sao La, Quảng Nam. Bây giờ thì mình phải về ăn cơm. Sáng mai trời sớm, trời sáng lạng mình sẽ chạy ra, mình sẽ quan sát thử là những con ong kia có cướp được thành công cái tổ mật của những cái ong ruồi hay không. Nhìn những chú ong ruồi đập cánh bảo vệ tổ rất là ngoạn mục các bạn ạ. Những hình ảnh này vô cùng lý thú mà hiếm hoi, rất hiếm hoi có thể quan sát thấy được. Đây là canh môn nấu với cá hộp rất là ngon.
không. Hơi bị ít nước. Ít nước anh. Hay là cho nước tôi thêm nấu 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 lại. Cậu này cho ngon này. Đồ như món như món cá heo. Ngon quá ạ. Mùa này môn rất nhiều. Cũng luôn, hết cạn luôn. À, giờ uống một hớp rượu, sau đó chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức canh môn. Chất ngon. Mà mấy nó đứng dậy thì xấu xấu luôn nè. Lấy chồng Vương, ông Vương gì. Ngon quá. Ông ăn lá chua xong ông có. Nó vừa nãy thì có con lóa chứ. Làm luôn lá chân chim luôn em. Chim hết tơ rồi. Đầu. Là già không được anh. Kệ già nhai cái rau vô bụng được rồi. Làm luôn đi. Sáu tao bên đây, sáu vô đây tao lại cho. Tụi đừng quá chứ, uống cỡ hai chai này các bé đầm nghỉ xí. Là mình hai chai nữa hả? Phải hai chai à? Hai chai nữa là anh Vương. Giờ này mới có 2 lít rưỡi. Hai chai là anh Vương nghe thật sự luôn. Không, phải chạy lập cả ngày rồi. Tôi cũng nghe thật sự đâu. Bây giờ mình thử ăn món môn của Sala như thế nào. Anh nhanh có cảm giác như thế nào? Ngon hay là nó mặn? Nó đúng ngon hay dở tiện nó mặn. Mặn. Từ từ. Nghe mông, mông bùi. Ngon, ngon quá. Biết mà kêu mặn. Ui ngon quá. Thiếu cơm thôi. Cho thêm một nồi cơm nữa. Cái này mà trộn với cơm ngon. Mà anh tém nha. Tôi luôn là mấy cạo nó nước không giờ á. Bỏ nó á. Không giờ tôi hết. Nha cô xem. Đợi chứ. Ăn cầm thôi. Cầm đâu, mấy gì nữa nữa. Mà thầy do lộn tiền. Thầy do lộn quá tiền. Ngon anh Mon này. Ngon quá. Tuyệt vời anh Mon ơi. Quá ngon. Ừ, mày uống rượu. Quay đợi Arsenal. Uống rượu được. Arsenal là uống rượu. Được rồi, giác ố luôn à. Uống Arsenal. Giác ố ngầu chỗ. Đừng có ai. Uống mà đừng có ai. Chơi mà chiếm ra chơi. Ui, ngon quá. Đó. Đu, ngon. Chơi chip chip rồi chạy trời. Rồi, hết. Hiểu rồi. Cá nào Vinh, Vinh ơi Vinh, cá nào. Đặt cùng mình đi anh. Cảm ơn. Để ăn mấy người. Dạ, dẫn ra mấy người vô ra ra ông nào. Hướng dẫn đạo bỏ đùa quá xuống đi. Đi nào để tôi mua nữa thôi. À, tôi thiền quá ông ơi. Ngon quá anh Mong ơi. Ngon quá, đúc, hai. Im. Đây là thật thân Mông Vương. Sẽ làm nóc 100. Em quay chi mà ông Vương bận bên quay chi. Giỡn chứ đũa đầy không đánh. Lá cạn có cần không rồi. Đũa mình nhiều lắm mà. Không, ăn hồi sáng đi để đũa đây nè. Đũa dư là để chỗ đó. Ê cái đây không để quay chỗ nó. Em đã làm một cái tấm đan chỗ đá rồi mà các bác không để đấy. Ôi giời ơi. Tuyệt vời. Mình đang ăn trong mùa rau nhiều nhất, mùa mưa. Nếu các bạn thích thưởng thức môn rừng Sao La Quảng Nam thì các bạn cứ đến Sao La mà ăn. Đúng rồi, chính xác. Chỉ có Sao La mới có không? À, ngon quá. Ngon mà đâu mẹ. Ngon quá các bạn. Nhớ này chú. Ôi trời ơi. Rất ngon, có thể nó rất tuyệt vời. Món cái ống rượu này đi hai vòng là hết, một vòng là hết ống rượu à. Một vòng là được. Trình ăn cơm chiều nay không nữa gồm có cá khô và thịt heo xào anh. Cái giá đâu rồi? Kìa, giá cơm kìa. Kìa trước mặt kìa. Có đâu kìa. Rồi, mong bữa cơm đi. Ngon quá các bạn. Cơm chiều giữa rừng Sao La. Uống đi anh, uống hết đi. Rồi, quất phát. Quất ngồi. Quất tí rượu. Uống giống như là Tầng Thủy Hoàng ngày xưa cầm cái ly. Cho ly rượu nữa cho anh Vương cho dự lỏng. Hey, tí nữa đi nhậu về nhậu tiếp anh. Cho ly đi. Anh Vương đang chặt cây này để nấu nước uống. À ti kiên anh ao cá. Hình thức ghi chí hàng ngày của chúng tôi là tiếng radio để cập nhật tin tức.